thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Một lần nữa, hít vào, thở ra. Rồi, nếu ai đã có muốn ta lên với thang đâu nha. Thank you.
xoay tròn vai chúng ta nào. 1 2 mở rộng. 3 4 5 6 7 và 8 ngược lại. 8 7 cao sau trước. Cố gắng mở rộng. Rồi, xin mời cả lớp chúng ta tiếp tục. Hít vào, đưa hai tay sang bên. À, hai tay lên trên cao. Thở, chết người 45 độ. Hai hông ra cân bằng. Và hãy để vai và tay song song với nhau. Hít lên. Thở. Nhớ là siết bụng và nhíu vào hông. Hít vào. Thở ra. Lần cuối, hít vào, thở ra sâu hơn một chút đi nào. 5, 4, 3, 2, 1, hạ tay xuống, sau đó từ từ kéo giãn lưng của mình ra. Bye.
4 cái này cổ tay rất tốt đấy. 5 6 7 và 8 có thể nguyên sinh này. Rồi hít vào vươn dài tay ra, hạ xuống và tiếp tục vươn vươn tiếp vươn tiếp để nó giãn căng cái cổ tay phải. 5 4 3 2 1 hít lên nâng lên, thở tay trái kéo tay phải. Năm bốn ba hai một đưa tay trở về, sau đó từ từ buông tay ra, hai tay ra sau đan tay vào nhau rồi kéo căng vai mình ra, hít vào thở ra từ từ ép người và thu tay đi. Năm bốn ba hai một hít vào thở ra đưa tay trở về rồi hít nhô vai lên thật cao thở hít thở hít thở hít thở đừng thở miệng hít thở lần cuối hít thở rồi thế là thả lỏng hết tâm hết là như thế vai cũng không ảnh hưởng gì cả đúng không? Rồi ta duỗi chân thả lỏng chân lên chú Phương là bị gì ấy ạ? Hồi thoái thì nữa bây giờ là bị viêm khớp rồi viêm rồi chị Phương không phải thoái nữa mà là viêm rồi. Ta đánh chân vào nhau nên là chị cũng không nhức. Ta nhức chỉ có đi thái như này. Có hơi bị hơi rồi đi hụt chân. Duỗi nào, duỗi chân nào, dừng, duỗi, dừng, duỗi, dừng, duỗi, dừng, duỗi, dừng, duỗi, dừng, duỗi, dừng, rồi bẻ ngón chân đi. Xoay vòng tròn 1 2 3 4 5 6 ngược lại 6 5 4 3 2 và 1 rồi thu chân phải lên, hai tay đan vào nhau để ngăn mặt chân, hít vào thở ra từ từ đẩy gối thẳng, hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra, lần cuối hít vào thở ra giữ ở đây. 5 4 3 2 một rồi đưa chân về kiểu tay, kiểu tay phải ôm đầu gối, rồi sau đó ta hãy nới tay trái ra vào để chúng ta ép được chân vào người. Rồi bây giờ ta lắc lư nào, bây giờ tay phải đưa vào trong, hai tay nâng bằng chân đưa vào trong chị em, đưa vào trong phía dưới. Rồi, đẩy gối ra sau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Rồi, nâng chân lên cao. Sau đó, tay trái xoay ra tập cận bàn chân. Tay phải để bên cạnh. Rồi. Đạp thẳng. Cố gắng hai ngồi hai hông cân bằng. 5 4 3 2 1 để chân như vậy nào. Làm nâng cao một chút nào. Để chân như vậy, ngác chân trái lên. Ngác chân trái. Rồi, hai tay đặt về trước, đặt thẳng. Sau đó xòe năm ngón tay ra. Rồi, hãy hít một hơi thật sâu.
thở ra siết cơ bụng, nâng người lên. Đấy. Trở về. Tay trái vào trong, hai tay nâng mặt chân, ta để gối ra sau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10, nâng chân lên, rồi sau đó tay phải xoay chân ạ, xoay tay để cầm chân, rồi sau đó ta duỗi căng chân ra. Chân dựng vuông góc và xê dịch để xương ngồi ngay ngắn trên thảm. Hít vào, hai tay lên. Thở ra, từ từ kéo giãn người, hóp bụng chặt vào và ép người xuống. Kéo chân vuông góc về phía mình. Hãy giữ ra đây. Đang cố gắng là đẩy ngực ra, lật cái mặt lên. 5 4 3 2, 1, rồi hít vào, thở ra, từ từ trở về. Giờ xin mời cả lớp ta về tư thế mèo bò. Ta xòe 5 cái ngón tay của ta ra để lực đều trên cái bàn tay của mình.